Đá nè. Mày hả bưởi? Dạ, đá bà. Được rồi, 30 chưa phải là Tết. Dạ, báo thù. Muốn phục thù hả? À? Đâu có dễ. Ủa, bị đá xong bây giờ còn bị đất văng là sao? Nè, chơi game á, có vui thì cũng vui vừa vừa thôi, đừng có vui quá ha. Gái, là gái. Bộ tính hả, dành hết cái vui của thiên hạ hả? Tôi đâu có ăn hết của nhà mấy người đâu. Lỗi anh, lỗi tại anh. Tại nãy giờ con ngựa dở trứng quá. Hôm nay thôi làm lại vài ván nha. Anh sẽ nhường em hết. Tính ra anh cũng biết điều đó. À, thế hôm nào anh mời em đi uống một chầu rồi em muốn đá anh sao cũng được nào. Ok anh. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Hai em. Chị xài voice chat. Chắc hồn nghệ thuật chú của ấy.